Vị bác sĩ dùng máy khoan, ngoáy vào não bệnh nhân để chữa bệnh tâm thần. Nhưng thử nghiệm thất bại, bệnh nhân co giật một hồi, rồi bay màu trước sự kinh hoàng của khán giả. Chào mừng các bạn đến với Nagi Movie và series tâm lý kinh dị, Y tá Trong tập 1, chúng ta đã được biết khả năng thao túng người khác của chị đẹp Ratchet, cũng như mối quan hệ của chị với kẻ giết mục sư Edmund với đủ mọi thủ đoạn, kể cả khiến người khác phải tự sát. Ratchet đã trở thành nhân viên chính thức của Bệnh viện Tâm thần Lucia State. Chị cũng hứa sẽ bảo vệ Edmund bằng mọi giá. Video này, chúng ta cùng tiếp tục khám phá những bí mật và mưu mô của Ratchet bằng việc tóm tắt tập 2 nhé. Tất nhiên, bọn mình sẽ spoil toàn bộ nội dung. Nếu các bạn đã xem phim hoặc không quan tâm tới việc spoil, hãy nhấn nút subscribe, bấm nút chuông bên cạnh và cùng Nike Movie bắt đầu ngay thôi nào. tập 2 Tập phim mở đầu bằng cảnh phê pha ngầu lòi của tiến sĩ Hanover. Sau đó, ông giới thiệu phương pháp đột phá để chữa bệnh tâm thần và thực hiện phẫu thuật thủy não trước mặt báo chí cũng như thống đốc bằng việc khoan vào não người với một dụng cụ trông như cái máy khoan tường như thế này. Thế nhưng, thử nghiệm của ông không thành công. Bệnh nhân đầu tiên vật lộn khi bị khoan vào não khiến khách mời vô cùng kinh hoàng. Thậm chí, một người phụ nữ đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhận thấy phương pháp của mình quá khủng khiếp đối với công chúng. Hanover cải tiến kỹ thuật, nhưng cũng ghê rợn không kém. Ông thử nghiệm trên tử thi và mời các nhân viên tới xem. Phương pháp này sử dụng búa và dùi đá để đâm vào hốc mắt bệnh nhân. Trước đó, trong bữa trưa, y tá trưởng kịt lấy trộm quả đào của Ratchet và nhận ngay một phá quả báo nhãn tiền khi chứng kiến màn phẫu thuật của tiến sĩ Hanover. Bà đã nôn sạch quả táo vừa cướp được Điều này khiến Hanover vô cùng bực mình Trái ngược với bà Ratchet cho thấy sự tâm huyết và ngưỡng mộ Với phương pháp của Hanover Cô tranh thủ đề nghị Ông cho phép Edmund được tắm như mọi người bình thường Thay vì phải dùng vòi phun của lính cứu hỏa Đề nghị của cô nhanh chóng được chấp nhận Nhờ đó Ratchet mang bánh xà phòng cho Edmund Và hứa rằng Cô đang nỗ lực để cứu hắn ta <laughs> Ratchet tiếp tục kế hoạch giải cứu Edmund bằng việc tìm gặp người duy nhất sống sót sau vụ thảm sát. Cha Andrew bị sốc nặng và phải ngồi trên xe lăn. Ratchet thuyết phục ông rằng cô muốn giúp đỡ và muốn Edmund phải bị trừng trị. Cô cần nghe câu chuyện của ông để kể lại cho Hanover. Chỉ có như thế mới buộc Edmund phải đối diện với mức án tử hình. Sau thời gian suy nghĩ, cha Andrew chấp nhận họ gặp nhau tại một khách sạn. Tại đây, Andrew kể lại câu chuyện trước máy ghi âm. Chúng ta được biết thêm rằng Edmund đã nhìn thấy Andrew chạy khỏi hiện trường. Thế nhưng, Ratchet đã đánh thuốc mê Andrew, rồi dùng phương pháp mới học được từ tiến sĩ Hanover. Cô đâm dùi đá vào hốc mắt của vị cha xứ. Sau khi thú nhận, Edmund là em trai cô. Khi các công tố viên tới lấy lời khai, cha Andrew đã mất đi ý thức. Và như vậy, nhân chứng chủ chốt của vụ án, thảm sát mục sư đã không còn giá trị. Người duy nhất mà Ratchet tỏ ra thân thiện thực sự là trợ lý của viên thống đốc. Bà Wendolin, một chị lét kín, đã kết hôn. Wendolin to xa, rất quan tâm tới Ratchet và tin rằng cô cũng là người đồng tính. Wendolin đã thích Ratchet ngay khi nhìn thấy hành động phản đối của Ratchet khi thống đốc đặt tay lên mông cô ở tầm 1. Bởi thế, Wendolin mời Ratchet tới nhà hàng Montori để ăn hầu. Thậm chí, bà ta còn hướng dẫn cô cách ăn hầu đúng cách với những cử chỉ lãng mạn, đậm chất bách hợp. Now swallow. It's tasty. Tuy nhiên Khi Wendelin đưa Ratchet Tới quán bar dành cho người đồng tính nữ Để tiếp tục cuộc vui Nhận ra Wendelin coi đây là buổi hẹn hò Ratchet thẳng thừng cự tuyệt Cô cảm thấy bị xúc phạm Khi bị nhận nhầm là một người đồng tính Do đó Ratchet hậm hực bỏ đi Ở đầu tư phim này Lily Cartwright một bệnh nhân nữ cũng bị Ratchet phản ứng khá gay gắt vì là người đồng tính. Sau đó, Ratchet lại vô tình bắt gặp cô ta đang ăn hầu của một bệnh nhân khác. Các bạn biết đấy, vào thời kỳ này, đồng tính bị coi là một căn bệnh tâm thần và họ phải chịu đựng những phương pháp chữa trị cực đoan đến man dợ. Cuối tập phim, bác sĩ Hanover có buổi trò chuyện đầu tiên với Edmund. Mặc dù Edmund tỏ ra là một người bị tâm thần phân liệt nặng, nhưng Hanover không tin. Điều đó khiến Edmund có phần khó chịu hắn tỏ rõ sự uy hiếp như có thể tấn công vị bác sĩ bất cứ khi nào trong tình huống đối mặt với kẻ giết người đầy căng thẳng. Hanover cho biết ông không ủng hộ việc xử tử tù nhân và đề nghị giúp Edmund nếu hắn ta sẵn sàng trung thực về những gì đã diễn ra trong lúc bộc phát. Vừa rồi là tóm tắt toàn bộ tập 2 của series Ita Ratchet. Bọn mình có sơ sót bỏ qua chi tiết nào không? Nếu có, hãy cho bọn mình biết bằng cách để lại comment ở phần bình luận nhé. Nếu bạn thích chị đẹp Ratchet và những cảnh phim đẹp từng cm thì đừng quên like và subscribe kênh Nike Movie của mình để không bỏ lỡ các video trong tương lai nhưng nhấm nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!